Đây, đào đang chở xuống phố rồi nhé các bạn. Đây rất cây rất là đẹp. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trên kênh hôm nay. Hôm nay em đang ở một chỗ đào Hà Nội đẹp luôn. Đây là những gốc cây đào đẹp rất là to. Đây cây đào bạch. Cây đề đào bạch chị. Đúng rồi, cái nào? 70 Đào bạch rất là đẹp luôn. Bây giờ anh đào mua mấy cây đào một lúc, chị đào bảo 70 triệu hai cây, thì nhà này em chưa biết là cây nào với cây nào ấy. Rất là đẹp luôn. Đây ở đây là rất là nhiều nụ luôn. Rất nhiều nụ. Đây. Nụ rất là nhiều. Rất là đẹp. Đây là vườn quất, cây quất lũa to rất là đẹp, bưởi. Bưởi to đẹp này. Đây vườn bưởi to đẹp. Rất nhiều cây to đẹp luôn. Quất nữa. Quất lũa. Quất chùm to rồi bưởi. Rất nhiều đã xuống phố Hà Nội. Cây lũa quất to, cây bưởi đẹp. Hôm nay ánh nắng vàng rực rỡ. Đây. Đào đã kín hết con phố. Trên này lại có đào tiếp. Đây là những cây đào cao tầm khoảng hơn 2 mét, dáng giống kiểu dáng thông. Đây là những cái chùm quất, chậu quất. Thưa quý vị và các bạn, ở phía bên kia chính là Hồ Tây, cũng như là chợ Hoa Xuân, quận Tây Hồ. Đây, các bạn có nhìn thấy bên kia cái khẩu hiệu chợ Hoa Xuân, quận Tây Hồ. Đây đào. Rất nhiều đào luôn. Đào Tiền Vua. Rất là đẹp, quất nhiều. Đây, nhiều quất cực kỳ các bạn ơi. Đây ở đây thì có quất hai con rồng, được rất là nhiều người quan tâm. Quất hai con rồng đây. Quất hai con rồng và quýt. Đây là quýt thưa quý vị và các bạn. Chỗ này là ngay đối diện ngân hàng MB. Ở đây là đào Phú Thượng đây. Đào gốc Tây Bắc. Rất nhiều cây đẹp. Đây là những cái gốc cây rất to, được trồng trong cái chậu rất là to. Đây là dáng huyền nghiêng. Kia đằng sau là một cây dáng thông. Đây anh ấy đang ngất là ngất đá đào để cho nó bắt đầu dồn xuống nụ và dồn xuống hoa. Ở đây chúng ta có một số cây đào rất đẹp luôn. Cây đào đẹp đỏ rực. Đào hải đào Sapa. Rồi đào đỏ đẹp kỳ luôn. Đào Phai Sapa rất nổi tiếng rồi. Đây có một số gốc cây vẫn còn đang nụ. Đây những cây dáng nghiêng, dáng tam ta.
nào rất nhiều, rất nhiều cả cây to lẫn cây bé. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ sang con đường Võ Chí Công. Ở đây chúng ta có bày rất nhiều đào trên con đường Võ Chí Công. Đây, đào to, đào nhỏ. Một cây đào rất to phía bên trong kia. Đây, cây đào dáng nghiêng nghiêng, rất nhiều nụ, nhiều hoa. Đây, gốc cây kiểu dáng cha con. Đây, gốc dáng nghiêng. Một cây đào rất đậm và gốc rất to, nhiều hoa, nhiều lá, nhiều lộc. Đây có hai cây cây, một cây dáng tam đa, cây hoa đào đậm, đẹp. Ở đây em thấy có một vườn đào nữa. Vườn đào này rất là khủng và đẹp rồi. Rất là nhiều gốc cây to. Đây, rất nhiều gốc cây đào to đẹp. Đào. Đào có những cây bắt đầu đã nở hoa rồi quý vị các bạn. Đây, những cái gốc đào to rất khủng. Toàn gốc đào to đẹp. Ở đây cái vườn đào này thì cô vẫn chưa tuốt lá, vẫn còn rất nhiều lá. Làng hoa truyền thống Phú Thượng Tây Hồ. Rất nhiều đào ấy các bạn. Đào cây gốc rất là to luôn. Đây là cây hoa mai. Đây, hoa mai hôm trước, hôm nay đã nở ra rất đẹp rồi. Ở đây có những cái chậu đào to, đại bự. Đây, dáng rồng ấy quý vị các bạn. Hai cây đào dáng rồng. Đây, những cây đào to bự chảng, to oành. Có những cây đào 2, 4, 5 6 lộc. Đây này, rất là nhiều cây đào to đẹp. Bên này có một cây thế uốn lượn. Những cái cây đào trong cái chậu nhỏ. Đây, những cây đào bé bé, chậu bé, chậu nhỏ, những gốc rất to. Đây. Ở đây bên dưới Lotte, Tây Hồ, có những cái cây đào để đây rất đẹp. Đây, rất nhiều cây để đây, không biết là cây của Lotte Tây Hồ hay là những cái cây đào để bán. Đây quý vị các bạn, anh ấy đang nhặt lá, tuốt lá. Ở đây đẹp các bạn. Đào đẹp. Anh đào Phú Thượng hay là Nhật Tân đi anh? À, Phú Thượng đẹp quá anh nhỉ. Đang bây giờ chuyển sang nhặt bớt lá rồi anh, để nhặt nó bớt lộc để dồn sang lụ rồi đây đúng không anh? Vâng, để lên lụ rồi. Rất là đẹp luôn. Còn 2 tuần nữa là Tết rồi các bạn. 2-3 tuần. Chứ anh mới xuống được hôm nay hôm qua. Vâng, em đi qua mấy hôm vẫn chưa thấy anh. Ở đây vị trí đẹp nhất rồi anh. Bên kia mới chính chợ. Bên kia chính chợ đúng không? Nhưng ở chỗ này đẹp ở cái chỗ là người ta sẽ vào cái trung tâm này chơi xong người ta ra đây này. Bên kia mặt chính đông rồi. Vâng. Bán cho dân là chính. À vâng. Nghe nhìn những cái cây này kiểu anh nó bình thường, dân chơi được. Chứ nhiều gốc ở trên kia to khủng khiếp quá. Vâng, à tức là anh có đầy đủ hết đúng không? Nhưng anh chắc là chưa cầm xuống hết đâu hay đúng không? Nhiều lắm. Vâng.
Hay là cứ bán hết bao nhiêu anh lại cầm xuống à? Không, cứ chuyển dần thôi. À, chuyển dần. Đang chuyển đấy. À, đang chuyển. Đây cây của anh, rất nhiều nụ. Đi trên kia xuống đây tự dưng thấy anh có một cây nhiều nụ cực kỳ hơn hẳn luôn. Phú Thượng thì mình ở bên này hay là sang bên kia sông anh nhỉ? Bên này luôn đúng không? À bên này. Còn Nhật Tân thì nó lại ở ngoài sông. Vâng, đào Nhật Tân đi. Đào còn mình bây giờ còn ở sông đấy. À thì thế em đang hỏi anh rồng ở đâu? Em biết ở đây. Ý là bên kia. Anh phải trồng ở bên kia sông không? Đất sông Hồng thì nó mấy màu mỡ nó mới đẹp. Vâng. Bên này làm gì còn đất gì? Thì đấy thì em hỏi trồng bên kia bên này trồng. Trồng ở bên nó phải sang bên kia sông. Nó đẹp. Vâng, đây. Kia thế 1 2 4 5. Năm nhánh đấy nó gọi thế gì đấy anh? Cây kìa. Cây kìa. Cây kìa. Năm thân người ta hay gọi ngũ cúc. Ngũ cúc. Còn nếu mà năm thân mà nó kiểu giống giống bàn tay người ta gọi bàn tay Phật đúng không? Bởi hôm em có thấy ông già ông cũng gọi thế mà. Ngũ khúc này, còn đây là cha con anh hay gì? Đây là mấy thân đây? Đây một. Đây một thôi. Cái này thì nó là dáng uốn lượn, dáng gì anh? Rồng chứ. Đây dáng. Nhớ thường là đào là có những cái dáng gì anh nhỉ? Có tam đa này, ngũ khúc này, mấy cả dáng huyền. Dáng huyền này đúng không? Có mấy dáng cơ bản thôi đúng không? Nhưng mà thường những cái kiểu như này năm nay người ta cứ gọi là rồng luôn này được. Đúng không? Cứ gọi nó là dáng rồng đi. Thế này. Đây đẹp. Toàn cây đẹp thôi. À đây nhà anh đang trở ra nhà người ta đấy. À ở đây gần cứ chở túc tắc từng cây một. Rất là đẹp luôn. Đây đào đang trở xuống phố rồi nha các bạn. Đây rất cây rất là đẹp. Anh một chậu này mấy người mới bê được? Hai người. Hai người nặng. Nhưng hai người khỏe nhỉ? Quý điện cái này. Dạ. Cây này anh kia bán. Anh ơi, cây này bao tiền anh nhỉ? 2 triệu mấy. Bác ấy hỏi cây này bao tiền anh? Anh, cây kia hai bác kia hỏi bao tiền? Cái đấy đấy của họ. À, lại của họ á? Sao lại của họ? À, cây này là của người khác cơ. Hai anh ạ, không phải của mấy anh này. Cái này đào thật ra khó nói lắm. Cũng có thể là 2 triệu mà cũng có thể là 5 triệu. Đào nó rất khó ấy. Không phải khó nói, ý là tùy người bán. Tức là cái người bán đấy là người ta sẽ 2 triệu, 3 triệu hay gì đấy. Hoặc nhiều khi trong cái gốc nó đơn giản thôi, nhưng gốc thì lâu người ta bán cao. Như em nghĩ cái cây này tầm 2-3 triệu thôi đúng không nhỉ anh nhỉ? Đấy tầm đấy thôi là được. Đấy thế thôi. Chứ không cao quá thì nó cũng không được nhỉ. Đây, cây này người ta cứ đặt ở đây trước, người ta giữ chỗ đúng không? Thế anh chỉ đến đây thôi gì?
xoay để vị trí đẹp nhất quay ra đường này. Đấy đúng rồi, như thế là mới đẹp anh, đúng rồi, xoay như này mới là đẹp nhất, là vị trí này đẹp nhất rồi. Đây, ngay Lotte luôn các bạn, rất là đẹp. Chỗ này gần lên đến cầu Nhật Tân rồi quý cô các bạn, ở đây còn mấy cây đào nữa, rất là đẹp luôn. Đấy, đây có cái cây đào to quá các bạn. Đây cây đào rất to và đẹp. Con chào ông. Đào Phú Thượng không? Đào này của ông đào Phú Thượng ông nhỉ? Cây này đẹp quá. Cây ông dùng nhẹ con vừa ăn sáng rồi. Tác phẩm này có tên là gì không anh? Kiểu là có tên gọi là gì, Giáng Huyền gì không? Giáng. À Trung Hồ à? À. Cây này đẹp quá không ạ? Đây họ đắp lên quả lon bộ. Quá khủng khiếp, quá đẹp luôn. Đây là trúc hoa, wow, rất là nhiều luôn. Bên cạnh đây còn cây đào nữa. Cây đào này thì em thấy là ít nụ hơn. Tuy nhiên thì nhìn nó lại rất là đẹp. Ít nụ rất đẹp nha các bạn. Em đang ở con đường dẫn lên cầu Nhật Tân. Ở đây có mấy cây đào rất là đẹp luôn. Đây em sẽ quay quang cảnh xung quanh quý vị các bạn xem chưa. Đây, tòa nhà cao, đường rất rộng thoáng, thành phố Hà Nội. Đây sang bên kia Đông Anh này. Đây em sẽ quay đây, cây đào rất đẹp, rất nhiều nụ luôn. Đây nụ chi chít. Bên dưới một gốc cây rất to. Đây gốc rất là to luôn các bạn. Nụ đẹp. Này là một cây nhỏ hơn, gốc nhỏ hơn bên kia một chút nhưng cũng rất là to các bạn. Đây bàn tay của em. Đấy, ở đây là họ đang mọc thêm những cái rễ cây đây. Đây là rất là đẹp luôn. Đây một cây nhỏ nhỏ xinh xinh hơn. Cây này thì rất là to, bên dưới là thân chim bên dưới, bên trên là chia làm 3 thân nữa. Đây, rất là đẹp. Các bạn. Đây có một cây được đánh dấu tờ giấy. Là họ đã mua cây này rồi. Đây. Một cái cây vừa vừa. Với chiều rộng khoảng độ từ bên kia sang bên này khoảng độ 2 mét, chiều cao chỉ khoảng hơn 1 mét. Rất là đẹp. Đây là dáng 3 gốc đào nhưng lại đi thẳng lên một cái cây thân rất là to ở đây và 2 cây nhỏ ở bên cạnh. Rất là đẹp. Đây một gốc đào to, bên dưới có một con hàng, bên trên cây này thì thấy có vài cái nụ, còn đâu là những cái nụ nhỏ.
đây cây đào này, cây đào rất là to đây. Lên đây chúng ta thấy một cái cây đào này nữa. Ở đây chúng ta thấy còn những cái cây đánh dấu tờ giấy này. Cây này rất là đẹp, nhiều nụ, nhiều lộc nữa luôn. Đánh dấu tờ giấy này, theo như bình thường những vườn là đánh dấu tờ giấy thường là có người đã đặt. Cây đẹp quá. Bên này cây gốc, ba gốc, nhiều nụ. Bên này ba gốc cây tròn to đẹp luôn. Nhà vườn này có một cái thế mạnh là có những ba gốc cây hoặc là một gốc cây biến thành ba, nhưng mà em nghĩ là ba, trồng từ ba gốc cây ấy. Đây các bạn, rất là đẹp luôn. Đây những con hạc, con chim đang bậu vào cây, thân cây, cành cây. Đây những cây rất là to luôn. Em thấy ở đây cây nào cũng đánh dấu. Đây có chữ quân này hay gì đó. Tùy quy ước nhà vườn, có nhà vườn đánh dấu là bởi vì là khách đã đặt, có nhà vườn đánh dấu vì một việc khác. Để tí em ra hỏi bác chủ xem những cái đánh dấu giấy này là người ta đặt rồi hay là đánh dấu làm gì. Đây một cái cây thân rất là cao lên, cây đẹp quá quý vị và các bạn ơi. Xung quanh 1, 2, 3, 4 cây, chính giữa là một cây thân to. Bên trong này còn rất nhiều cây nữa. Gốc cây đào rất là to đẹp, gốc to tướng. Nhà vườn này em thấy có một cái đặc điểm khác hoàn toàn so với những cái nhà vườn em đi trên cái con đường Võ Chí Công này. Đó là chúng ta thấy là những cái gốc cây của cái đào của nhà vườn này ấy, cái gốc nó to ở bên dưới xong rồi nó nhỏ dần lên bên trên. Đấy, rất là hay luôn. Đây. Và một đặc điểm là sẽ trồng mấy cây vào chọn một lúc. Đây chúng ta thấy gốc rất là to. Đây, gốc to cực kỳ luôn. Đây, gốc cây rất là to, đẹp. Đây đào phai đây, quý vị các bạn. Đây cây đẹp quá. Đây có một khách đang hỏi hay là thế nào để em xem. Ông ơi, những cái cây mà đánh dấu tờ giấy là người ta mua rồi ông hay là ở đây có những cái cây đào sáng rất là đẹp các bạn ơi. Đây hoa đã nở rất là đẹp rồi. Rồi. Đẹp tuyệt vời quý vị các bạn ơi. Thân rất là to. Lá rất là đẹp. Đây có thân to nhỏ, dáng cha con này. Rất là nhiều hoa, nhiều nụ. Cây đào rất đẹp. Quý vị các bạn ngắm những cây đào đẹp nhất ở lối dẫn lên cầu Nhật Tân. Đây dáng tam đa, đẹp tuyệt vời. Đây nhiều hoa nhiều nụ rất to. Đây cây rất đẹp. Đây bên dưới tòa nhà cũng rất là đẹp luôn. Cây này nở bung hoa.
Rất đẹp quý vị bạn. Đây dáng nghiêng huyền. Rất là đẹp thưa quý vị và các bạn.